hey, chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh AVM. Hôm nay AVM được chia sẻ cho các bạn một cái pin năng lượng mặt trời và một cái bếp phun nước Carbon nhé. Và nó sẽ được sử dụng để xây dựng những cái hòm nam bộ mini trong cái khu vực của bạn. Và mình bây giờ sẽ tiến hành khơi hộp xem bên trong có gì đấy. Wow, khơi ra nha. Và bây giờ AVM sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lắp máy bơm trước nha. Đầu tiên các bạn sẽ lắp vào cái khóa nhỏ này. Đấy, sẽ lắp vào cái này trước. Đầu tiên chúng ta sẽ lắp cái này trước nha. Rồi, sau khi lắp xong cái này, chúng ta sẽ tiến hành lắp cái khóa dài hơn, cái ống dài hơn nha. Rồi, chúng ta sẽ cũng tiến hành lắp vào đây luôn. Rồi, đấy, chúng ta sẽ lắp nó vào và nó để cho nó phun lên cao được đấy. Rồi, tiếp theo, đây là những cái vòi mà nhà sản xuất đã cho chúng ta, nó gồm có 4 vòi nha. 4 cái vòi đây. Đây là cái vòi nhỏ và những cái vòi và theo những cái cách phun nước khác nhau. Đấy. Và đây là cái nắp mà để đậy ba cái vòi này nè. Còn cái vòi nhỏ này thì không cần ha. Rồi, tiếp theo ta sẽ lắp cái vòi nhỏ trước ha. Đây, đây chính là cái vòi nhỏ của chúng ta. Đây, cái này như có cái lỗ nhỏ để cho phun nước này nè. Đấy, thấy chưa? Rồi, chúng ta sẽ lắp vào đây. Đấy, đây chính là cái lắp cái vòi nhỏ nha. Còn lắp cái vòi lớn. Vòi lớn thì chúng ta lại phải thêm cái này trước. Đấy, cái này trước là chúng ta mới lắp được. Nhưng mà để chúng ta trước khi chúng ta lắp thì chúng ta sẽ chọn ba cái vòi này. Và cái vòi lớn là mình sẽ chọn một cái vòi thôi để hướng dẫn cho các bạn thôi nha. Vì nó lắp như nhau. Rồi mình sẽ chọn cái vòi này. Đây, trước tiên là bạn phải lắp cái vòi này vào cái hút này trước đã nè. Đấy. Rồi. Đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Sau khi lắp xong thì chúng ta sẽ được như thế này và sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành lắp vào trong này. Rồi, đấy, như vậy là chúng ta đã có một cái vòi phun nước. Đấy, đây là cái máy bơm và đây là cái vòi phun nước nha. Và đây là pin năng lượng mặt trời. Và bây giờ AVM sẽ tiến hành lắp nó vào trong một cái hòn năng bộ mini mà AVM sẽ tự tạo để xem cái điều kiện năng tốt nó sẽ phun như thế nào. We'll be right back.
Thank you.